bánh mì ngọt, đây là sữa, nước suối, bánh bao và dầu nha mọi người. Đây, một phần là phát là gồm 5 món này, với lại kèm song song đó là 100 cái bao lì xì dành cho những người lớn tuổi, những cô dì chú bác vô dân cư ngoài đường đó, thì mình sẽ chích cho 100 bao đó. Là bây giờ phát là bây giờ là mới có 8 giờ thôi, đúng không anh? Bây giờ 7-8 giờ là cho mấy cô mấy chú là dùng bánh bao với nước suối, còn sữa tươi với lại bánh ngọt đó là khuya khuya đó, cô dì chú bác mình có được mình dạy đó thì mình cũng có cái mình sẽ dùng nha mọi người. Bởi vậy của em rớt là một trong nhưng mà được 2 chuyện. Còn dầu á, bây giờ thì mọi người biết rồi, thời tiết thì thất thường, cho nên mình kèm song song vô đó là một chai dầu để cho cô dì chú bác mình có cảm hay là nhức đầu sổ mũi gì đó mình cũng dùng được dầu nha mọi người. Rồi em xin cảm ơn mọi người, đây là những phần quà mà tụi em đã vô nha, đó những phần quà mà chị em đã chung tay vô. Mạnh Thường Quân luôn nha. Đây chụp có chụp bò. Có chụp bò đấy. Chụp để đây. Cô chú ơi. Cảm ơn. Dạ ông phần nữa em. Tao ông nào? Ông già. Nãy đem ở đường giùm con nha. Rồi cảm ơn chú. Dạ cảm ơn chú. Rồi, cho con gửi chú. Cảm ơn. Ê chú đi chú gói kìa. Chị đây con nào. Rồi. Cảm ơn. Đừng có đi chung bây giờ mấy phần có rồi, bây giờ xe. Giờ tắt ra đi. Xe cái gì vậy? Con tiền nó tay lái yếu quá má ơi. Lịch trình là tụi em đi phát vòng vòng á mọi người, đi cho những hoàn cảnh cơ nhở, những cô dì chú bác mình ở ngoài đường đó, mình không có máy ấm che đó, hiện tại thì thời tiết rất là xấu nha. Em cũng mong là không chơi đừng có mưa để tụi em xong một chuyến thiện nguyện nó đẹp nha mọi người. Mưa quá chị, mưa đi lên đầu hay là đi thẳng đi. Xin lên đây, từ từ đáp vô. Chú ơi cho con gửi nha chú, cảm ơn chú. Chú ơi cho con gửi. Nè anh ơi có chưa? Cho em gửi anh. Dạ để cho nước còn rồi đi về cũng đi. Rồi đi theo hoài. Là bao lì xì là chỉ có 100 bao thôi, với lại khúc cuối được 20 bao là 120 bao, là em sẽ dành những bao lì xì này cho những người lớn tuổi nha mọi người. Ê đông đông, thấy mấy người nào lớn tuổi mình phát lì xì thêm nha. Ủa anh Hiếu đâu? Đi quá, nếu mà đi đông như vậy là sẽ đi cho trùng á mọi người. Ở trên gần có bao không? Ngồi được không vậy? Xin lên. Kê. Cho em gửi. Mỗi người một phần thôi nha. Đừng có lấy, để con đưa cho. Ngoại ơi ngoại, cho con gửi ngoại cái lì xì. Lì xì chứ trong nè. Rồi. Cho mấy người lớn tuổi à. Kê con. Từ bé đứng lại. Chị nè. Rồi. Cho nó ok. Cho em bạn em. Rồi đem bây giùm em nha. Chị cho bạn em một tờ đó chị cho nó. Nè em, mỗi người được một phần rồi, em đưa bạn em giùm chị nha. Nha, cảm ơn em nhiều. Rồi đi. Cha mẹ cô được không? Rồi. Đang 500 nè, nhưng mà tụi em vẫn phải đi. Ô kệ đi, mua không có lớn đâu, mua lớn thì tắm mưa luôn. Tới đâu hay tới đó, cà lê em kìa. Chú ơi, chú có quà chưa? Dạ. Nè, cho con gửi chú nè. Cho con gửi chú cái bao lì xì nha. Ở trong dạ. Chú cà lem ơi. Dạ.
Chú ơi, chú có quà chưa chú? Nè, cho con gửi chú. Cho con gửi chú cái bao lì xì nha. Dạ, con dạ. Cảm ơn chú. Ở trong mấy người kia cho rồi. Ê, bà ngoại này cho chưa? Chưa. Bà ngoại ơi, cho con. Cô ơi, cô, cho con gửi cho con. Nè, cho con gửi cô cái bao lì xì nha. Dạ. Gửi chưa? Mấy người đâu có gì đâu. Nè chú ơi, cho con gửi. Có quà chưa? Dạ. Con gửi. Dạ. Từ từ, từ từ, Phan, Phan. Nè cho con gửi. Nè, chú cho con gửi. Nè cho con gửi chú đi xì chú nha. Dạ cho con gửi. Rồi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ, cảm ơn chú. Lúc nào vô nhà chú mẹ giúp đỡ cho chú. Dạ dạ. Nè bỏ vô. Rồi. Ê dạ. Dòng được quân 10 không anh Hiệp? Nó bị trùng quá anh ơi. Nó bị trùng, nó đi qua đường chạy xích lô với lại mấy con kia kìa. Dạ. Không có. Chị ơi, cho em gửi chị. Cảm ơn. Dạ. Cho em gửi với bà lì xì. Dạ. Dạ dạ. Chú ơi, cho cháu gửi chú. Nè, cho con gửi chú. Nè, khẩu trang này chú lấy không? Khẩu trang nè, cô ơi, cô lấy khẩu trang không? Thôi thôi, cô lấy giùm con hãy không được. Thôi thôi, để con xuống cho. Không hãy được. Thôi thôi. Rồi, dạ, không có gì. Tại vì con nhỏ hãy là bị đây, gửi qua giùm em. Có sao đâu, con đi xuống được. Nè cô, cái giỏ nè cô dùng để đựng đồ. Cảm ơn nhiều. Dạ, không có gì. Dạ, chú ăn đi cho nóng bánh bao á. Từ từ, từ từ, từ từ con. Đây chú ơi, cho con gửi chú cái bao lì xì. Dạ. Bánh ngọt với sữa. Dạ, cho con gửi cái bao lì xì cho mày. Dạ. Cảm ơn mày nha. Núp mùi chút xíu đi ha, mùi lớn quá. Chú ơi, chú có quà chưa? Cho con gửi chú. Mẹ gửi chú cái bao lì xì. Cảm ơn. Giờ mưa quá, đợi hết mưa nha mọi người. Hello tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mưa rất là lớn nha mọi người. Nếu mà lâm râm thì tụi em còn đi được, còn mưa lớn. Tại vì em sợ ướt những phần quà của cô chú á. Cho nên mọi người thông cảm, mới đợi chút xíu. Đợi nó tầm mưa bớt bớt mưa thì tụi em đi nữa nha. Mấy người kia mất mưa không trời. Đang mưa nè cả nhà. Là Hiệp lang thang và Thu Phương và các anh em của trong nhóm đang đi phát từ thiện cả nhà. Bị dính mưa rồi mọi người. Tại vì em nghĩ là mưa lâm râm thì mình sẽ đi được, và bây giờ mưa nhiễu hồn rất là to luôn. Và rất là lớn, những người ngoài đường đã bận áo mưa hết rồi. Và tụi em sẽ tấp vô đục mưa. Tại vì em sợ ướt những phần quà của cô chú á. Cho nên mọi người ơi, sẽ đợi chút xíu đi. Đợi bớt bớt mưa tụi em sẽ đi nữa nha. Biết hát bài gì trời mưa. Trời xa mưa giông, gió mưa heo gió mèo cây cầu. Cha bắn qua sông để mẹ về, nước tuồn nụt dây. Trời xa mưa giông, thu buồn, con bay đưa đò cũng lạnh lùng. Bó mần dòng sông, nên không có chuyến đò nào đưa. Quá, cả vợ mọi người đừng có chơi năm ca đại đó. Thấy chưa, em hát cái mưa lớn đó, bởi vì em sợ hát lắm.
một khán giả kêu cái quần hát bài gì hay quá. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Và hiện tại thì với đế Vũ Thu Phương với lại anh Hiệp Lang Thang với lại bạn của Thu Phương, mấy đứa em thì bị mưa lớn quá thì phải tắp vô nít nha, để mất công ướt những phần quà của cô chú á mọi người. Cho nên mọi người theo chân Thu Phương nha, mọi người đợi chút xíu nha, để em làm phép cho hết mưa. Thu Phương rất là hài hước nha mấy em. Với đế Vũ Thu Phương phải nói thật là cảm ơn tất cả mọi người. Tại vì sao? Cảm ơn các mạnh thường quân, các dì cô chú bác ở bên nước ngoài nè, có anh chị bên Mỹ, có chị gái bên Đức, bên Úc rồi đó, mình đã ủng hộ những số tiền làm, bởi vì tụi em mới chung tay góp được nhiều phần hơn cho tất cả mọi người. Hiện tại lúc đầu thì tụi em tưởng là nhóm của tụi em làm thôi, là chỉ làm được có 100 phần thôi, mà bây giờ số tiền ủng hộ của mọi người lên tới 19 triệu lần, một số tiền quá lớn đó mọi người, bởi vậy mới làm được 300 phần lận. 300 phần là gồm có dầu nè, rồi dầu là dầu sức đó mọi người, là một cái bánh bao nè, một bịch sữa tươi với lại một cái bánh ngọt với một chai nước suối nữa đó. Bởi vậy bốn năm món lận để cho cô dì chú bác mình ở ngoài đường đó, những hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn đó, để mình có một món quà tinh thần, một món ăn để mình ấm bụng buổi tối nha mọi người. Và đây là những chiếc bao lì xì. Chiếc bao lì xì này chỉ có 120 bao thôi, lúc đầu chỉ có 100 bao, và khúc cuối thì có chị Thi với lại anh Hiếu mỗi người bỏ ra 500.000 là được 1 triệu. Thu Phương đã đổi được 20 bao đó, là được 120 bao. Những bao lì xì này đó, tại sao có nhiều người thắc mắc là 300 phần quà mà sao có 120 bao lì xì? Tại vì không phải là không đủ kinh phí, tại vì tụi em muốn chích ra mấy cái bao lì xì để cho những người lớn tuổi, những cô gì, những ngoại đồ đó lớn tuổi rồi đó, mình ở ngoài đường đó, mình dùng cái bao lì xì này đó để mình có được một cái phần tiền nho nhỏ, sáng mình muốn ăn cái gì, mình muốn mua cái gì xài cũng được nữa nha mọi người. Chú Nguyên cái tiệm đập quá mà xin. Còn mấy bệnh tiền à, cho em nhờ. Còn mấy nè, mở cô cái bao lì xì nè cô ơi. Cô cứ dễ nha. Rồi cảm ơn. Sao có cái đọc được rồi. Rồi, hello tất cả mọi người nha. Đây là phần quà cuối cùng, đây Thu Phương sẽ đưa cho một chú xe ôm này nha. Hiện tại thì trời đang mưa, chú thì đang đứng rất là gung luôn, rất là lạnh luôn. Đây con xin gửi chú. Đây là bánh bao rồi đó, đây là bao lì xì. Dạ con gửi chú. Dạ nói chưa, lạnh mùa mưa gió, lạnh mùa vu lan mà lễ lộc rồi đó chưa. Thấy những hoàn cảnh không? Cho nên với đế Vũ Thu Phương xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây 3-4 giỏ đã hết rồi nha mọi người, không còn phần nào hết. Và bao lì xì đã trao tới cô chú hết rồi. Cho nên phải đấy còn mấy đứa em đi giao vòng vòng. Tại vì mình chia ra không thể nào mà 300 phần mà đi chung được. Tại nhiều khi người này có, người kia có, người kia không có. Cho nên phải đấy Vũ Thu Phương sẽ chia nhóm ra đi. Cho nên bây giờ là đã hết rồi. Đó, không còn một phần nào hết. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn các mạnh thường quân nè. Cảm ơn cô dì chú bác ở trên Facebook, ở trên YouTube đã biết đến Thu Phương, biết đến nhóm Thu Phương, biết đến chị em và đã chung góp. Cảm ơn những mạnh thường quân ở nước ngoài nè, đó đã chung tay góp một phần nào đó để mà ủng hộ tất cả cô chú đó. Mọi người thấy không, đó lạnh đó, mưa gió lạnh đó mọi người, thấy chưa. Chú ăn bánh bao liền đi cho nóng nha chú. Dạ cảm ơn chú nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Và và mọi người coi clip, hiện tại thì mưa đang 5 găm luôn, thì với đế Vũ Thu Phương và nhóm em cũng mưa 5 găm không có lớn lắm, cho nên đã tá túc luôn rồi. Hồi nãy là mưa lớn nó tá túc rồi, bây giờ bà bớt mưa, nhưng mà mưa gọi ít, nhưng mà tụi em còn bao nhiêu phần tụi em đã phát hết rồi đó. Rất là cảm ơn tất cả mọi người nha. Và mọi người coi clip, mọi người thấy ý nghĩa và thấy hay thì mọi người hãy like và subscribe kênh YouTube của anh Hiệp Lang Thang, kênh YouTube của Thu Phương Cái Biên Chiên, để mà giúp cho tụi em, giúp cho mấy anh YouTube có thêm động lực để mà làm nhiều clip hơn nữa, để mà phục vụ tất cả mọi người nha. Cá sống là nhờ nước, còn các cô chú ở bên đường sống là nhờ tình thương của tất cả mọi người. Cho nên mọi người đủ ăn đủ xài thì mọi người hãy chích ra một ít đó. Tháng 7 mùa Vu Lan, mọi người hãy làm những việc này rất là ý nghĩa nha. Cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều luôn. Bye bye mọi người. Ngày mai mọi người ơi, ngày mai Thu Phương bán lại nha. Ngày mai tức là ngày thứ năm, là ngày 3 tháng 9, cái viên chiên, bò viên, xúc xích, củ quà cỡ của Thu Phương bán lại bình thường nha. Cho nên những anh chị em, bạn bè là mình xem clip rồi đó, mình nhớ ủng hộ em nha. Ngày mai thứ năm 3 tháng 9 em bán lại bình thường nha. Địa chỉ là 716 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5,
5 giờ chiều tới 10 giờ tối hết sớm, em nghỉ sớm nha. Rất là mong mọi người ủng hộ nha. Nghỉ 2 ngày rồi bây giờ em nhớ người quá. Thì tối em ngủ em cứ mớ quá, em cầm độn chiên mà không biết chiên gì. Chiên không khí á mọi người. Đó em bị mớ á. Đó chứ cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Nhớ ngày mai ra ủng hộ và đế Vũ Đô Phương nha. Chúc cho cả nhà yêu luôn luôn lúc nào. Chúc các mạnh thường quân có sức khỏe nè. Và đặc biệt có tiền nhiều thật nhiều để mình làm những công việc rất là có ích này nha mọi người. Bye bye. Rồi con chúc chú sức khỏe nha chú nha. Dạ ok chú. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn mọi người.